Galaxy S5 AU vẫn đang tiếp tục là smartphone đáng lựa chọn nhất tầm giá 6 triệu. Nhưng thời gian gần đây thì với sự xuất hiện của HTC One E8 2 SIM chính hãng vừa được phân phối trở lại với mức giá giảm tới 50% so với thời điểm ra mắt và chỉ còn khoảng gần 6 triệu đồng thì đây sẽ là đối thủ trực tiếp của Galaxy S5 AU và đâu sẽ là lựa chọn tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi qua video đánh giá chi tiết này của D-Review. Đầu tiên thì mình sẽ nói về mức giá, nguồn gốc sản phẩm và sức cạnh tranh của hai sản phẩm này. Galaxy S5 AU có giá là 5.990.000, còn HTC One E8 2 SIM chính hãng là 5.890.000, một mức giá khá tương đương nhau. Về phần cứng thì cả hai thiết bị này cũng đều khá tương đồng. Về thương hiệu thì có lẽ các bạn không cần cân nhắc quá nhiều vì cả Samsung và HTC đều là những ông lớn trên thị trường di động. Nhưng có một điều chắc chắn mà các bạn sẽ phải quan tâm, đó là việc E8 là một sản phẩm chính hãng được bảo hành 12 tháng, trong khi đó Galaxy S5 AU lại là phiên bản sách tay. Mặc dù cùng là máy mới, nhưng khi đi mua hàng thì với S5, người dùng sẽ phải lưu ý một số thứ như kiểm tra, test máy cẩn thận hay lựa chọn cửa hàng uy tín để mua. Và có một điểm nữa, đó là S5 AU sẽ không kèm theo củ sạc nên các bạn cần mua đúng củ sạc chuẩn theo máy. Còn với E8 chính hãng thì đơn giản chúng ta chỉ cần mua hàng, lắp dây kích hoạt bảo hành và sử dụng, không cần quan tâm về quá nhiều thứ. Điểm này thì E8 sẽ đảm bảo hơn về mặt chất lượng và sự yên tâm khi so với Galaxy S5 AU. Tiếp theo thì mình sẽ đi đánh giá về chi tiết giữa hai sản phẩm này. Đầu tiên sẽ là thiết kế. Đây đều không phải là điểm mạnh của hai máy. Trong khi S5 bị chỉ trích quá nhiều về viền bezel dễ bong chóc hay thiết kế bo tròn quá nhiều, thì E8 lại được định vị là phiên bản giá rẻ của M8 nên cũng là điều dễ hiểu. Chất liệu nhựa polycarbonate trên E8 thì cầm không được thích tay như S5 AU, đặc biệt là E8 màu trắng thì rất dễ xước vì đây là nhựa bóng. Với S5 AU thì nó được phủ một lớp chất liệu đặc biệt giúp tránh bám bẩn, mồ hôi và vân tay. HTC One E8 thì có màn hình là 5 inch, còn S5 AU là 5,1 inch nên về kích thước thì khá tương đồng nhau. Cảm giác cầm nắm trên tay là rất dễ dàng và thoải mái, không bị cấn. Trên S5 AU thì mình thích việc các phím điều hướng được đưa ra khỏi ngoài màn hình. Hai phím home vật lý được tích hợp vân tay thao tác khá dễ dàng. Trong khi ba phím cảm ứng của HTC One E8 lại được đưa vào bên trong màn hình, chiếm dụng mất một phần diện tích hiển thị. Tóm lại về thiết kế thì ngoài việc điểm trừ là vỏ nhựa thì cả E8 và S5 AU đều cho cảm giác trải nghiệm cầm nắm khá thoải mái và dễ dàng cho người dùng. Về màn hình thì với sự chênh lệch không quá nhiều về kích thước giữa hai sản phẩm là 5 và 5,1 trên E8 và Galaxy S5 AU, cả hai sản phẩm thì cùng sở hữu độ phân giải Full HD nên về độ sắc nét là như nhau. Với mật độ điểm ảnh hơn 400 ppi nên mọi chi tiết đều hiển thị rất mịn màng. Có chăng là bạn thích công nghệ hiển thị nào hơn mà thôi. Galaxy S5 AU với màn hình là Super AMOLED cho hiển thị màu sắc đậm đà, độ tiêu phản cao, một màu đen sâu, phù hợp cho việc giải trí và xem phim. Còn với E8 thì với màn hình Super LCD 3 hiển thị trung thực có độ sáng cao. Màu sắc hiển thị trên màn hình của E8 cũng khá nịnh mắt và sẽ thích hợp cho bạn nào cần việc hiển thị khắt khe, không bị tăng cường màu sắc một cách thái quá. Về hiệu năng, đây là điểm mà các bạn có lẽ không cần cân nhắc quá nhiều vì cả hai sản phẩm đều có một cấu hình khá giống nhau, đó là con chip S801 của Qualcomm 4x2.5GHz, RAM 2GB. Galaxy S5 AU có bộ nhớ trong là 32GB, còn E8 chỉ là 16GB mà thôi, nhưng chúng đều hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. Mọi thao tác cơ bản hay chơi game nặng thì cả hai đều đáp ứng rất tốt và mượt mà. Nhưng nếu xét kỹ càng thì E8 là sản phẩm được tối ưu phần cứng tốt hơn trên nền tảng giao diện HTC Sen độc quyền của hãng, nhẹ nhàng và mượt mà. Trong khi đó điểm yếu của Galaxy S5 AU lại là việc quản lý RAM chạy đa nhiệm đồng thời chưa được tốt. Nhưng đây có lẽ không phải là vấn đề quá lớn bởi rất ít khi chúng ta bật quá nhiều ứng dụng chạy cùng lúc như vậy. Về camera, đây là tiêu chí mà cả Galaxy S5 AU và HTC One E8 đều không làm người dùng thất vọng. Camera chính của Galaxy S5 AU là 16MP, nhỉnh hơn một chút của E8 là 13MP. Máy ảnh của S5 cho khả năng bắt nét nhanh hay khả năng quay video 4K cũng là một điểm cộng lớn. Về giao diện thì S5 AU chúng ta sẽ dễ dàng thao tác hơn, trong khi đó của E8 thì giao diện camera khá rối mắt, những tùy chỉnh không được thuận tiện như trên S5. Điểm mạnh trên cả hai đó là khả năng chụp thiếu sáng ấn tượng. Ở điều kiện đủ ánh sáng thì hình ảnh cho ra rất chi tiết, màu sắc hài hòa. Nhìn chung thì với việc được nâng cấp lên camera 13MP thay vì công nghệ Ultra Pixel đã giúp E8 cải thiện rõ ràng về chất lượng hình ảnh, nhất là về chi tiết của bức hình. Còn camera trước của HTC One E8 với 5MP cho những bức hình tự sướng có phần ấn tượng hơn của Galaxy S5 AU. Nhưng nhìn chung thì cả hai đều là những thiết bị có chất lượng máy ảnh tốt. Và cuối cùng sẽ là về pin. Với dung lượng pin là 2.800 mAh trên S5 AU và 2.600 mAh trên E8 đều là những thông số chấp nhận được so với cấu hình và tỷ lệ màn hình của hai máy. Cả E8 và S5 AU đều có thể đáp ứng tốt cho các bạn trong một ngày làm việc với những tác vụ cơ bản. Như vậy thì có thể kết luận ở tầm giá này, Galaxy S5 AU sẽ dành cho những bạn nào cần một thiết bị có màn hình rực rỡ để trải nghiệm xem phim hay chơi game, hay một sản phẩm có nhiều tính năng cao cấp thú vị để trải nghiệm như chống nước, bảo mật dữ liệu tuyệt đối với bảo mật vân tay, hay cảm biến đo nhiệt tim hỗ trợ sức khỏe. Đây còn là một sản phẩm dành cho những bạn thích vọc vạch với những bản room mới. Trong khi đó thì HTC One E8 lại là một sản phẩm phù hợp cho những bạn nữ
Những người dùng cần sự ổn định, ăn chắc mặc bền với một sản phẩm chính hãng, yên tâm về chế độ bảo hành. Ngoài ra sản phẩm này còn hỗ trợ tới 2 SIM, tiết kiệm chi phí. Và nếu bạn nào thích trải nghiệm nghe nhạc đỉnh cao thì với hai loa ngoài Bom Sound trên E8 sẽ thực sự phù hợp. Nếu như các bạn còn những thắc mắc nào hay cần sự tư vấn chọn mua những smartphone nào, có thể comment ở phía bên dưới để đi review giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.